Để con xem con nhìn cái này. Con nhìn cái gì? Thôi được rồi. Dạ. In ra tay khác. Vâng, bây giờ con phải mở cửa ra đã, xong rồi cái này mình cầm đi mình in làm sao được bạn? À, bây giờ mở được phải không? Dạ vâng, bây giờ con cố gắng để mở cửa này ra trước. À. Khi nào mình vào nhà đã xong rồi cái khóa thì mình làm sao được? Không có gì, con gọi cho chị cũng được. Bây giờ con mở cho bà đã nhé. Bánh mì đặc ruột thơm ngon nào. Con phải gọi chị để con bảo xem có cần làm chìa không hay là mình tự cầm đi đánh. Thì bây giờ cứ vào nhà được rồi, ok. Còn cái chìa bây giờ con lại móc cái chìa gãy ra để mang đi đánh sau. Tại vì cửa hàng con ở trên cái năm chứ không phải gần đây. À, ở trên cái năm rồi. Vâng, thì con phải phi xuống đây ngay, không để bà đợi lâu. Dạ. Đấy, thì con cứ vào nhà đi để con gọi cho chị đã. Dạ. Đây, cái chìa cũ này này, nó gãy này này. Bây giờ ở trong này này, nó đang bị kẹt trong này. Con móc cái dạ. Sau khi đã mở khóa xong thì tôi cầm chìa về đánh thêm mấy chiếc. Anh em bảo lấy bao nhiêu tiền công cho nó phù hợp đây.